Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU đạt bước tiến trong cuộc đua giành Olmo. Mundo Deportivo cho biết, MU đang muốn chiêu một tiền vệ Daniel Olmo của NB Leipzig sau khi đội bóng Đức từ chối đề nghị đầu tiên của Barca cho ngôi sao 26 tuổi. Tờ báo của Tây Ban Nha nhấn mạnh, MU sẵn sàng đồng ý các điều khoản hấp dẫn nhằm lôi kéo Olmo đến Old Trafford ở hè 2024. Không riêng gì ở MU, hai câu lạc bộ khác là Man City và Ben được cho cũng đang nhắm đến tuyển thủ Tây Ban Nha. Olmo là cái tên không còn quá xa lạ với người hâm mộ bởi anh đã chơi cực hay tại Euro 2024 vừa qua, góp đại công giúp tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch. Bản thân cầu thủ 26 tuổi cũng giật giải đồng vô phá lưới với 3 bàn thắng ghi được. Hiện tại, Leipzig đang muốn nhận 60 triệu euro cho Olmo, con số không quá đắt và hoàn toàn nằm trong khả năng của MU. Vấn đề còn lại chỉ là ban lãnh đạo quỷ đỏ có chấp thuận hay không mà thôi. Nếu có thể mua được mô đó sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho MU. Lý do bởi đây là mẫu cầu thủ cực kỳ đa năng, có thể thi đấu được ở nhiều vai trò khác nhau, từ tiền vệ trung tâm, tiền vệ công, hộ công cho đến chạy cánh phải lẫn trái. Nếu có Olmo, huấn luyện viên Eric ten Hag có thể sẽ giảm được nỗi lo ở hai cánh, đặc biệt là hành lang phải, nơi Anthony không thể đáp ứng yêu cầu. Dù vậy, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn và hãy cùng chờ bước tiếp theo của MU. MU đã thỏa thuận chưa mộ Masraoui. Manchester United đồng ý mức phí chuyển nhượng với bên Munich và sắp hoàn tất việc sở hữu hậu vệ Nausa Masraoui. Guardian tiết lộ, MU đồng ý trả mức phí chuyển nhượng dao động từ 15 đến 20 triệu bảng cho Bayern. Con số cụ thể trong giao kèo giữa hai đội còn tùy thuộc vào các điều khoản phụ. Tuy nhiên, quỷ đỏ nhận được cái gật đầu từ Bayern. Trước đó, Bayern và West Ham đã thỏa thuận về vụ chuyển nhượng Masraoui với giá 15,5 triệu bảng. Đến phút chót, Masraoui từ chối đến West Ham để chờ MU và Ten Hag. Huấn luyện viên Erik Ten Hag rất muốn tái hợp với hậu vệ cánh trái từ kho áo Ajax. Ten Hag từng huấn luyện cầu thủ 26 tuổi tại Ajax từ năm 2018 cho đến khi huấn luyện viên người Hà Lan chuyển sang MU vào năm 2022. Cùng thời điểm đó, Masraoui cũng cập bến bên theo dạng tự do nhưng không thể chiếm được suất đá chính tại câu lạc bộ nước Đức. Huấn luyện viên Ten Hag kỳ vọng sự xuất hiện của Masaraoi có thể giúp MU giải quyết bài toán hậu vệ phải khi Aaron Wan-Bissaka không đáp ứng yêu cầu trong việc hỗ trợ tấn công và kiểm soát bóng. Masaraoi từng chơi ấn tượng khi đá cặp với Anthony ở cánh phải Ajax trong hai mùa 2020-21 và 2021-22. Với việc Masaraoi sắp cập bến Old Trafford, Quỷ Đỏ muốn bán Aaron Wan-Bissaka để thu hồi vốn. Hậu vệ người Anh chỉ còn một năm hợp đồng với nửa đỏ thành Manchester. Song song với thương vụ Masaraoi, MU cũng tiến hành đàm phán với người đại diện Rafaela Pimenta về trường hợp của Matheus De Lai. Giao cản lớn trong quá trình thương thảo mua trung vệ Hà Lan của MU chính là mức giá. Sky Sports đưa tin đầu tháng này MU đã trả 29,5 triệu bảng mua De Lai. Tuy nhiên, bên Munich lập tức từ chối và yêu cầu khoản tiền 42 triệu bảng chưa bao gồm phụ phí. Thỏa thuận đình chiến Raúl Sancho và Erik Ten Hag. Nhìn bề ngoài có rất ít dấu hiệu cho thấy sự hỗn loạn trong giai đoạn tiền mùa giải vốn đã từng nhấn chìm sự nghiệp của Jadon Sancho trong khoảng thời gian tốt nhất trong một năm. Trên sân tập ở Mỹ trong chuyến du đấu cùng đội nhà, người ta thấy Sancho mỉm cười và nói đùa với Marcus Rashford. Và trong khi các đồng đội khác đang phải chống chọi với tình trạng sai máy bay khi bắt đầu chuyến du đấu trước mùa giải của Manchester United ở bờ biển phía tây nước Mỹ, thì Sancho vẫn đang ngủ ngon lành. Một thành viên của đội cho biết không thể tin rằng tiền viện này đã ngủ được gần như toàn bộ chuyến bay kéo dài 11 giờ từ Manchester đến Mỹ và sau đó tận hưởng trọn vẹn 8 tiếng vào tối thứ tư khi đội đã hạ cánh. Đó là một tâm trạng rất khác so với tháng 9 năm 2023 khi Sancho tấn công huấn luyện viên Eric Ten Hag trong một bài đăng bùng nổ trên mạng xã hội dẫn đến việc bị đuổi khỏi các cơ sở của đội 1 tại Carrington trong hơn 4 tháng. Tiếp theo đó là bản hợp đồng cho mượn vội vã tới câu lạc bộ cũ Borussia Dortmund vào tháng 1 và sự trở lại Đức thành công kết thúc bằng trận chung kết Champions League gặp Madrid tại Wembley vào tháng 6. Tuy nhiên, hiện tại, Sancho đã trở lại Manchester United. Anh có lẽ sẽ không đến California nếu không có cuộc đàm phán rõ ràng với Ten Hag vào đầu tháng này, một diễn biến đáng ngạc nhiên do dạng nứt không có dấu hiệu tan băng trong suốt 10 tháng trước đó. Lời giải thích chính thức là Sancho đã được tái hoạt nhập đội tuyển sau khi suy ngẫm về các vấn đề trong quá khứ, và Ten Hag đã đồng ý vạch ra ranh giới cho vấn đề này và đi tiếp không rõ liệu huấn luyện viên người Hà Lan có nhận được lời xin lỗi mà ông từng yêu cầu hay không. Các nguồn tin chỉ cho biết là hai bên đều cảm thấy thoải mái hơn. Ten Hag đã được hỏi về tình hình trước cuộc họp báo ở Los Angeles. Ông chỉ nói rằng, chúng tôi cần những cầu thủ giỏi, và anh ấy là một cầu thủ rất giỏi. Không thể nghi ngờ tài năng của Sancho, và anh đã thể hiện điều đó bằng màn trình diễn tuyệt vời trong trận bán kết lượt đi Champions League với Paris Saint-Germain vào tháng 5. Nhưng điều chưa rõ ràng là liệu anh ấy có thể làm được điều đó dưới màu áo của Manchester hay không. Cho đến nay, 3 năm thi đấu tại Old Trafford là một nỗi thất vọng lớn. Sau khi đạt được hợp đồng trị giá 73 triệu bảng vào năm 2021, Sancho đã thể hiện phong độ trói sáng trong 57 lần ra sân ở Premier League, nhưng không nhiều. Một phần của vấn đề là ở vị trí của anh ấy. Vào thời điểm chuyển nhượng, các nguồn tin của Man United đã giải thích rằng anh ấy đã được ký hợp đồng để chờ cánh phải, một vị trí có vấn đề đối với câu lạc bộ trong nhiều năm. Tuy nhiên, Sancho lại thích chờ ở cánh trái, nơi Man United đã có Rashford Vấn đề này đến nay vẫn chưa biến mất, thậm chí nó còn phức tạp hơn. Rashford vẫn muốn chơi bên cánh trái, Alejandro Garnacho cũng vậy. Garnacho đang trong thời gian nghỉ ngơi kéo dài sau khi dự Copa America cùng Argentina, nhưng với việc Sancho và Rashford tập luyện cùng nhau ở Mỹ thì cho thấy cả hai đều đã ghi điểm trước Ten Hag ở cùng bên cánh này. Trong hai buổi tập 7 đấu 7 nội bộ do trợ lý René Hegg điều hành, Rashford và Sancho ở hai đội khác nhau và cả hai đều đảm nhiệm vị trí bên cánh trái. Sancho thỉnh thoảng giạt vào trong nhưng Rashford luôn đá rộng, tấn công hội vệ đấu phương trước khi cắt ngang bằng chân phải để sút. Sau đó, Rashford được chọn ở bên trái trong trận giao hữu với Arsenal tại sân Sophie vào thứ bảy và kiến tạo bàn thắng cho Rasmus Højlund bằng một đường truyền cận thành. Sancho và thay Rashford trong hiệp 1 và không để lại gì ngoại trừ việc tự tin bước lên thực hiện quả phạt đền quyết định ở loạt đô lưu cuối trận. Man United đã sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị cho Sancho trước khi anh trở lại và mặc dù anh đã được trở lại đội 1, điều đó vẫn đúng có giả thuyết cho rằng, một phần động lực của Manchester United để đưa anh ấy trở lại là do nếu cứ cho mượn như vậy thì sẽ giảm giá trị trên thị trường. Cứ đưa về Man United, đá hay không đá thì có lẽ bán Sancho vẫn được giá hơn. Vấn đề là cho đến nay, mức định giá khoảng 40 triệu bảng của Man United đã ngăn cản phần lớn những người theo đuổi, bao gồm Paris Saint-Germain và Juventus. Dortmund rất muốn có anh ấy trở lại nhưng chỉ dưới dạng cho mượn và với tình hình hiện tại, Man United không muốn điều đó hay chính xác hơn là nếu phải chuyển nhượng thì họ muốn bán đứt để thu hồi tiền mặt. Vì thế, câu chuyện về thỏa thuận đình chiến với Ten Hag kéo dài bao lâu sẽ có ý nghĩa quyết định. Cho đến nay, người ta vẫn hy vọng dạng đứt hoàn toàn được hàn gắn và Sancho sẽ chơi thứ bóng đá tốt nhất ở chính câu lạc bộ của mình. Vậy mới đẹp cả đôi đường. Nếu điều đó xảy ra, Ten Hag sẽ ngủ ngon như Sancho ở mùa giải tới.